Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay Vân mang đến cho các bạn một chiếc xe, đó chính là chiếc Chevrolet Cruze số sàn, sản xuất năm 2018, xe cá nhân, biển Sài Gòn 9 nút luôn. Hiện tại bên Vân đang chào bán với giá là 419 triệu. Vẫn còn thương lượng cho anh em vui vẻ thiện chí nha. Và vẫn như thường lệ thì Vân sẽ quay một vòng xung quanh xe để các bạn có thể đánh giá được phần nào tình trạng bên ngoài và cũng như độ mới của chiếc xe ha. Xe bên Vân thì cam kết không đâm đụng, không thủy kích, nên các bạn cứ yên tâm. Thì kênh YouTube của Vân thì chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi nha các bạn, tuyệt đối không làm những xe xấu, xe lỗi. Vì vậy các bạn chỉ cần đăng ký kênh YouTube của Vân thì sẽ không mất thời gian đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa đâu. Chúng ta sẽ xem qua phần nội thất một chút. Phần nội thất được trang bị ghế da màu đen, còn rất là mới luôn. Phần nhựa hai bên cánh cửa nè. Đó, phần nhựa táp lô và phần vô lăng cũng chưa hề có dấu hiệu gì bị chảy xước cả. Đó, xe đã chạy được 45.085 km. Bên Vân có thu mua ô tô cũ luôn nha. Anh em có nhu cầu bán ô tô cũ thì cứ liên hệ với Vân. Vân sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. Chúng ta sẽ xem qua hàng ghế sau một chút. Hàng ghế sau vẫn còn rất mới. Trần xe cũng rất sạch sẽ. Hỏi anh em nào quan tâm thì gọi ngay cho Vân nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.